Âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Hy vọng các cầu thủ bóng đá của chúng ta sẽ mang lại một niềm vui nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy, hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng đang chờ đợi những cuộc đối đầu giữa các cá nhân. Một pha dứt điểm ở tầm thấp. Cú đá quá thường chính xác. Aubameyang. Brazikowski. Ilkay Gundogan. Cú đá đây. Và bắt bóng rất tốt. Chuyền bóng rất thông minh và cản phá quyết liệt. Cú đá mạnh từ rất xa. Người sút cũng rất đẹp và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Pha bắt bài rất tốt. Di chuyển ra biên, một pha xử lý rất thoải mái. Dứt điểm, một cú đá mắc lỗi vị trí. Robert Lewandowski, pha bóng rất mạnh mẽ. Dứt điểm đây. Bóng đá ra vào sân. Chuyển đi. Một đôi. Dứt điểm.
trọng tài đã nổi còi cũng từ một trận đấu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Cho đến lúc này cả hai bên đều chưa thay người. Không được. Aubameyang. Brazikowski. Aubameyang. Cú dứt điểm quá hiền. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Và chuyền bóng hơi ẩu. Marcel Schmelzer. Kevin Rodriguez. Đây là trận đấu mà trong những tình huống đá phạt góc, các cầu thủ hai bên sử dụng rất nhiều tiểu xảo. Có lẽ cầu thủ cũng đánh giá cao khả năng không chiến của các chân sút nên họ không ngần ngại tạo ra những tiểu xảo để khiến cho những người đánh đầu tốt không phát huy được khả năng của mình. Dứt điểm. Không được. Chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Robert Lewandowski. Marco Reus. Dứt điểm. Một quả phạt góc. Đó là một đường chuyền. Aubameyang. Rất bình tĩnh. Cao hiệp. Dứt điểm. Wow. Bàn thắng đã giúp cho hai đội trở lại vào xuất phát. Với tốc độ xử lý và độ chuẩn xác cao như vậy thì đứng trong khung thành đó là một vị thánh thì có lẽ cũng sẽ khó có thể tránh được một bàn thua. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Quen được. Kevin Rodriu. Pha di chuyển ra biên. Chuyển đi. Một cái. Không vào. Bóng đã ra ngoài sân. Một pha xử lý rất thoải mái. Cứ đảm đi. Vào. Một bàn thắng quá tuyệt vời. Họ đã có một màn ngược dòng vô cùng ấn tượng. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Với tốc độ xử lý và độ chuẩn xác cao như vậy. Cái việc đang là một bàn, đây là lúc mà họ sẽ phải chủ động tạo ra. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu quá hay và quá hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.